Hành trình hôm nay sẽ gặp gỡ hai cặp cha con, đó là kiện tướng võ thuật quốc tế, võ sư Pencastilat Nguyễn Minh Khôi cùng con trai là bé Nguyễn Minh Phong 4 tuổi, biệt danh Win, rất hay nhõng nhẽo và sợ hãi. Đồng hành trong hành trình với ba Khôi và bé Win là cặp cha con, võ sư Muay Thái Trần Trung Sơn, huấn luyện viên đội tuyển Muay Thái Việt Nam, và con trai Trần Tô Thiên Bảo 5 tuổi, biệt danh Bảo Bảo, rất lanh lợi và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ba giao. Trong 15 phút, cha đứng tại vị trí quy định, dùng bộ đàm hướng dẫn con đi tìm trái tim theo gợi ý của chương trình. Sau khi tìm đủ 4 trái tim, cha hãy dùng xe xích lô đưa con đến đích là nơi có trụ cha con hợp sức trước cổng mê cung tình yêu. Tìm thấy đủ 4 trái tim được một huy hiệu, đội về đích sớm hơn được thưởng thêm một huy hiệu. Sau khi nhận được nhiệm vụ đầu tiên, thì hai cha hướng dẫn các con như thế nào đây? Bây giờ ba sẽ cho con đi tìm cái bí mật của trái tim. Con tìm xong rồi con ba hướng dẫn con là ở đó quẹo trái quẹo phải, đi thẳng, con tìm cho ba nha. Dạ. Ok, ok, có hiểu không? Hiểu. Rồi, okay. Nhớ giúp ba đi tìm trái tim qua bộ đàm. Ba kêu con tìm trái tim của đi tìm giùm ba cái trái tim, giúp ba đi tìm cái đó, được chưa?